Nhìn xa thì còn đỡ chứ nhìn gần cứ như là phủ một lớp bột trắng lên ấy. Đây. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Ly đây. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn video của Ly thay vì hàng nghìn video ngoài kia. Hôm nay Ly xin review một sản phẩm mà Ly nghĩ rằng tất cả mọi người đặc biệt quan tâm vào mùa hè này, đó chính là dầu gội khô nha mọi người ơi. Như mọi người đã biết là Lim là một người rất là thích làm tóc, đặc biệt là uốn tóc và nhuộm tóc, và gây một phần tổn hại rất lớn đến da đầu. Vì thế nên vào mùa, đặc biệt là vào mùa hè nha, Lim rất là dễ bị đổ dầu ở phần tóc, chân tóc. Thì mặc dù là buổi sáng mới vừa gội đầu nhưng là buổi trưa thì đã bớt. Thấu hiểu điều này thì mình Lê nghĩ là các nhãn hàng đã tạo ra một sản phẩm là dầu gội khô. Có rất là nhiều sản phẩm dầu gội khô trên thị trường hiện nay. Vậy thì dầu gội khô là gì? Dầu gội khô là một sản phẩm dạng xịt hoặc là bột dùng để sử dụng trực tiếp lên phần chân tóc, da đầu để cho tóc chúng ta có ngay một cái cảm giác gọi là ráo và khoáng đi cái phần da đầu của chúng ta sẽ không có bị bớt ngay lúc đó nữa. Vậy thì dầu gội khô, tuy nhiên là mình nghĩ dầu gội khô chỉ là một sản phẩm gọi là cứu cánh kịp thời thôi, không nên sử dụng nhiều. Nếu như mọi người muốn sử dụng để làm sạch thì mình nghĩ mọi người nên chọn những cái sản phẩm gọi là dầu gội bình thường, dầu gội như mà mình hay gội thường ngày á. Ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một loại dầu gội khô mà mình cực kỳ thích từ trước đến nay và mình sử dụng nhiều nhất luôn, đó là dầm của Basti. Thì mình cực kỳ thích cái hãng này. Thì ngay trên tay mình chính là dầu gội khô của Basti. Dầu gội khô của Basti này được mệnh danh là dầu gội khô số 1 Anh Quốc, được in rõ ràng trên bao bì nha mọi người. Cái đầu xịt của dầu gội khô này rất là dày dặn và rất là dễ dùng nha, chỉ cần mọi người bấm là nó sẽ xịt ra ngay. Đối với những bạn mà quên lắc đều trước khi sử dụng á, thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác gọi là mát lạnh tức thời, vì lúc đó thứ mà các bạn xịt ra chỉ là cồn và nước, cho nên nó sẽ mang lại cảm giác mát lạnh. Nhưng mà cách sử dụng đúng là mọi người phải lắc đều trước khi sử dụng và xịt cách tóc khoảng 20 cm nha mọi người. Như thế này. Đó thì nó sẽ không có cảm giác bị bột trắng ở trên đầu nha. Đấy, nó mang lại cảm giác sạch bông. Chỉ cần chúng ta xịt. Chai mình thích nhất là chai của Tropical và Exotic. Thì cái loại này là cái mùi giống như kiểu là hoa quả nhiệt đới đó mọi người, như hãng ghi là hoa quả nhiệt đới nha, có mùi dừa, mùi hương vani rất là dễ chịu. Và mình nghĩ là cái mùi hương hoa nhiệt đới này nó sẽ dễ chịu nhất đối với mùa hè, tại vì nó là mùi nhiệt đới mà mình cảm thấy nó rất dễ dùng và rất thơm, đặc biệt là nó có thể khử được mùi trên tóc luôn nha mọi người, nó mang lại cảm giác ráo tóc, thơm tóc. Vậy thì đối với mình ưu điểm đầu tiên chính là thì về ưu điểm của chai pasty này thì mình thấy cái bột của nó rất là vừa phải, nó mang đến cho mình một cái cảm giác rất là tươi tắt phần tóc ngay tức thì mà không để lại quá nhiều vệt trắng ở trên da đầu, như các bạn thấy thì rất là vừa phải. Về ưu điểm thứ hai đối với mình chính là mùi hương. Mùi hương của chai này rất là hợp lý và mình đặc biệt thích cái mùi hoa quả nhiệt đới này, nó mang đến cho mình một cái cảm giác rất là mát, sảng khoái và thơm lâu hết suốt cả một ngày dài mà không bị ám mùi lại. Về ưu điểm thứ ba chính là giá cả hợp lý và cực kỳ dễ mua. Các bạn có thể tìm thấy bất kỳ đâu, ở Hasaki, ở 711 cũng có nha mọi người.
đối với mình về nhược điểm thì rất là dễ hết. Khoảng 7 đến 8 lần mình đã sử dụng hết cái chai này đối với dung tích là 200ml, và nó sẽ gây đến cảm giác khô tóc và tạo ra hiệu ứng bọt trắng nhiều nếu như các bạn sử dụng quá thường xuyên. Nên là các bạn lưu ý không nên sử dụng quá nhiều nhé. Còn sử dụng đúng nghĩa thì nó sẽ rất là ngon, bổ rẻ luôn, cho nên là mình chấm 9 trên 10 nha mọi người. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn gặp lại ở video sau nhé. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và hay thì cho mình một like và subscribe dưới nha. Thank you.